Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ đến anh chị khách hàng một căn hộ với diện tích 57 m². Hiện nay thì Giang đang có những cái căn này để mà chia sẻ đến anh chị khách hàng. Anh chị khách hàng nào muốn thuê hoặc muốn mua căn hộ tại đây thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Thì trên tay Giang đây là 5 cái thẻ ha. 5 cái thẻ tương ứng với 5 căn hộ mà Giang đang sở hữu và cầm trên tay đây. Thì trong 5 căn này Giang cho thuê và bán luôn anh chị khách hàng nhé. Anh chị khách hàng nào muốn mua hoặc là muốn thuê một căn hộ 57 m², 2 phòng ngủ tại dự án River Panorama thì vui lòng liên hệ với Giang. Giang sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhất đến anh chị khách hàng. Bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào căn hộ để mình tìm hiểu qua căn hộ 57 m² này anh chị khách hàng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ Giang sẽ chia sẻ một vài thông tin. Thì trên căn hộ này á, thì từ ngoài di chuyển vào thì anh chị sẽ gặp cái cửa Galaxy lõi thép chống cháy. Thì Galaxy là một trong những cửa lõi thép chống cháy hàng đầu của Việt Nam. Trên cánh cửa Galaxy lõi thép chống cháy này sẽ tích hợp cho anh chị một cái khóa gieo với 3 chức năng. Chức năng khóa số, khóa từ và khóa cơ ở đây. Đó. Thì bây giờ mình di chuyển vào cái căn hộ của mình nha. Mình nhập cái mật khẩu này anh chị nhé. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu. Rồi bây giờ mình di chuyển, xin mời anh chị di chuyển vào ha. Vâng, từ ngoài di chuyển vào á thì bên tay phải của chúng ta là hệ thống tủ điện. Tủ điện này bao gồm tất cả những công tắc hệ thống điện của chúng ta nằm ở bên tay phải đây. Và anh chị để ý nè, trong cái bên này thì chủ đầu tư chừa cho mình một khoảng trống chờ để anh chị có thể lắp đặt hệ thống tủ từ dưới nền nhà lên tới trần luôn. Anh chị có thể làm ra rất là nhiều ngăn tủ để anh chị có thể chứa tất cả những vật dụng giống như nón bảo hiểm, giày dép, rồi ô đi mưa chẳng hạn, mình có thể chứa ở trên cái khoảng này đi, ha. Rồi. Giang xin phép khép cửa nha, tại vì ở đây gió hơi lớn á, nên ở đây là công tắc đèn từ lối đi vào. Bên tay trái chúng ta là công tắc đèn của nhà vệ sinh ha. Đây là nhà vệ sinh. Mình bước vào từ cửa vào thì anh chị sẽ gặp bên tay phải của mình là Videocon An Ninh thương hiệu Comet anh chị khách hàng nhé. Thì chủ đầu tư An Gia rất là tinh ý khi lắp đặt mình hệ thống Videocon An Ninh này. Video an ninh này có những cái hay như thế nào, có thể một số anh chị khách hàng chưa biết thì Giang cũng chia sẻ để anh chị nắm một vài thông tin để anh chị sau này anh chị khi mà sở hữu căn hộ này anh chị có thể sử dụng rất là tiện lợi ha. Thì video call an ninh này sẽ kết nối xuống dưới tầng hầm, tầng trệt, rồi tầng thượng đỉnh luôn. Thì anh chị có người lạ, bạn bè anh chị á, hoặc là những người mà họ muốn đến căn hộ anh chị mà anh chị mời đến thì anh chị không cần phải dùng, không phải mất thời gian để mình di chuyển xuống dưới để mình đón họ lên nữa. Mà họ khi họ bước vào tầng hầm, họ gửi xe, xong đó họ chỉ cần bấm cái mã căn hộ, họ nhập cái mã căn hộ của mình và họ gọi lên đây, nó sẽ gọi call cho anh chị. Và trong đó dưới đó nó sẽ có một cái mắt thần, anh chị sẽ nhìn thấy được cái người đó có phải là người bạn của anh chị hay không. Nếu là bạn anh chị sẽ bấm accept, anh chị đồng ý, thì anh chị sẽ cho họ bước lên đây thì họ sẽ di chuyển vào trong được. Tại vì nó có an ninh tới mấy lớp lận, thứ nhất là cái cửa để đi vào thang máy, rồi mình bấm thang máy nữa. Phải có password, nếu mình phải có password từ bên đây kết nối anh chị, bạn bè anh chị mới di chuyển lên được, còn không thôi là họ không vào cửa thang máy được rồi. Thứ nhất, khi họ bước vào thang máy họ cũng không bấm lên được tầng của anh chị. Nếu anh chị đồng ý thì họ sẽ bấm lên tầng của anh chị được. Rất là tiện lợi anh chị khách hàng nhé. Với video call an ninh này. Đó. Thì anh chị sử dụng biết là anh chị sẽ quen, nó rất là dễ thôi. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển vào phòng vệ sinh chung của cái căn 57 m² này để mình tìm hiểu trong phòng vệ sinh này có những cái gì anh chị khách hàng nhé. Xin mời anh chị. Đây là phòng vệ sinh chung của căn 57 m² anh chị khách hàng. Thì bước vào thì Giang rất là thích cái phòng vệ sinh này. Thì với cái diện tích nhỏ như vậy mà chủ đầu tư An Gia họ thiết kế rất là tối ưu về cái phần diện tích. Về cái thứ nhất á, anh chị khi bước vào á, anh chị sẽ gặp cái bồn rửa mặt bên tay phải và nhìn đối diện luôn. Thì rất là dễ dàng sử dụng. Thứ nhất là bồn của chúng ta và những cái phụ kiện trên đây á, là làm từ Hupler của Đức nè.
rất là sáng bóng và sạch sẽ vô cùng ha. Thì trên cái bồn này chủ đầu tư họ lắp đặt cho anh chị hệ thống gương soi 2 trong 1. Tại sao Giang nói 2 trong 1? Nó là vừa gương soi và vừa vừa là một cái tủ luôn anh chị nhé. Cái tủ này có thể chứa tất cả những cái mỹ phẩm, những cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng, và chứa trong này thì nó sẽ rất là vệ sinh ha. Anh chị thấy nè, Giang mở hai, đây là hai cái cửa tủ nhỏ và đây là cái cửa tủ lớn đó. Với hệ thống cửa như vậy thì mình chứa rất là nhiều vật dụng ha anh chị khách hàng nhé. Đó, Giang đóng lại ha. Đó, đóng lại thì nó sẽ trở thành một cái gương rất là lớn. Mình tắm xong mình có thể chải đầu mình ha. Còn dưới cái phần lavabo này á, thì chủ đầu tư họ lắp đặt cái hệ thống tủ dưới này. Khi mình tắm xong á, thường cái phòng vệ sinh này thì dành cho cái căn phòng ngủ nhỏ là cái thứ nhất, cái thứ hai là dành cho bạn bè anh chị đến chơi á, họ 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 tắm thì họ tắm trong nhà vệ sinh này. Khi họ tắm xong á, họ có thể để những cái quần áo mà đã thay ra đã bẩn á, thì họ để dưới cái ngăn tủ này rất là tiện lợi luôn. Bây giờ mình chia sẻ qua cái phần bồn cầu, thì bồn cầu của chúng ta nằm bên tay trái luôn đây anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy bồn cầu bên tay trái ha. Thì bồn cầu này cũng đến từ thương hiệu Hubler luôn nè. Nó là hai bồn nước, thì nó chia làm hai ngăn bồn nước, thì ngăn nhỏ và ngăn lớn. Khi mà anh chị đi tiểu tiện thì đi dùng dùng ngăn nhỏ, đi đại tiện thì mình dùng ngăn lớn. Một số bồn cầu nó dùng nguyên một ngăn bự, thay vì nó làm hai ngăn nó chia là một ngăn bự luôn. Thì khi đi tiểu tiện hay đại tiện đều dùng một cái ngăn bự, và nó sẽ mỗi lần mình đi như vậy á, nó sẽ tốn rất là nhiều nước. Thì nếu mà cộng dồn trong tháng và trong năm nó sẽ đội lên một cái khoản chi phí cực kỳ lớn luôn anh chị khách hàng nhé. Thì với cái bồn này thì mình tiết giảm được rất là nhiều chi phí luôn. Thì trên cái bồn này anh chị nhìn lên tay của Giang nè, đây là có cái phần để mình máng khăn ha, máng khăn máng quần áo nè, để mình tắm xong á, mình có thể dùng mình ấy ngay, và nó nằm phía bên ngoài luôn, mình tắm nó sẽ không văng nước ra ngoài. Còn bây giờ mình di chuyển vào trong ha. Ở đây thì có một cái cánh cửa trong phòng tắm đó, cửa kính. Thì mình bước vào nè, khi mà trong cái phần tắm này nó âm xuống, anh chị nhìn nó âm xuống, thì khi mình tắm nước sẽ không tràn ở bên ngoài. Và khi mình đóng cửa lại á, anh chị để ý nè ha, mình đóng cửa lại như vậy á thì mình tắm nó cũng không văng bẩn ở bên ngoài, nó sẽ không làm cho cái phần phía bên ngoài nó vấy bẩn. Nó tắm xong thì nước nó sẽ theo cái đường nước nó chảy xuống dưới luôn ha anh chị cái thằng nhá. Đó, thiết kế cực kỳ là tối ưu, mình cực kỳ thích luôn. Thì những cái phụ kiện trong nhà vệ sinh của chúng ta, một là thương hiệu đến từ Hubler của Đức, hai là Rohe cũng của Đức luôn. Nếu mà Hubler hết hàng thì chủ đầu tư sẽ thay bằng Rohe. Rohe chất lượng cũng ngang ngửa với Hubler anh chị khách hàng nhé, không khác gì hết. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển ra phòng bếp để mình tìm hiểu không gian phòng bếp như thế nào. Xin mời anh chị. Đây là khu vực không gian phòng bếp, thì Giang sẽ chia sẻ qua về cái không gian phòng bếp để anh chị khách hàng cùng tìm hiểu. Không gian phòng bếp của chúng ta đây là thiết kế rất là tinh tế luôn. Tặng cho anh chị chủ nhà hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới với thương hiệu là gỗ Kata của An Cường. Kata là một trong những thương hiệu gỗ hàng đầu của Việt Nam. Và anh chị để ý cái phần cửa tủ này nè, là chống va đập luôn. Khi anh chị đóng mạnh vào nó sẽ không tạo ra sự va đập, lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái bản lề hay cái lò xo. Tại vì trong cái thiết kế của cái ngăn tủ này là thiết kế một cái lò xo giảm chấn, chính vì vậy nó sẽ tránh được cái việc va đập và ảnh hưởng đến tay chân nè. Đó, giống như nhà anh chị có con nhỏ, anh chị đóng nhiều khi các cháu chơi á, các cháu đóng hộp tủ mạnh, nếu không vô tình hay cố ý gì đó các cháu sẽ vô tình nó sẽ va đập và gây dập ngón tay của các cháu. Thì với cái hệ thống lò xo giảm chấn này sẽ tránh được cái trường hợp đó anh chị khách hàng nhé. Rồi trên cái tủ thì ở đây thì chủ đầu tư họ chừa cho mình một khoảng trống để mình có thể đặt cái tủ lạnh ở đây. Là khi anh chị đi mua thực phẩm tươi sống vào thì anh chị sẽ bỏ vô trong tủ lạnh ngay luôn. Khi mình để cái thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh, sau đó mình di chuyển ngược lại cái phòng vệ sinh và mình rửa gáy tay chân rất là sạch sẽ và rất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm anh chị khách hàng nhé. Rồi, Giang sẽ chia sẻ về cái quy trình nấu ăn của cái phần bếp này. Nó thiết kế theo một cái chuẩn nấu ăn
theo quy trình cắt bước của nhà hàng luôn chị khách hàng nhé. Thì ở chỗ này là cái tủ lạnh, thì chừa dây điện, cái ổ cắm, phích cắm chị cắm vào cái tủ lạnh vào đây ha. Rồi mình sẽ đưa cái thực phẩm tươi sống vào cái khu vực trước khi rửa thực phẩm á, mình để ở đây, sau đó mình đưa qua những hai cái bồn này. Ở đây chia làm hai bồn, một bồn để anh chị rửa những cái thực phẩm như thịt cá, những thịt cá tươi sống nè, còn cái bồn bên đây anh chị rửa rau củ quả đó. Sau khi mình rửa ráy thực phẩm xong, mình đặt cái thực phẩm của mình lên đây là khu vực sơ chế đó. Sau khi khu vực sơ chế mình đưa lên cái phần bếp của mình để mình nấu, thì bếp này là bếp đến từ thương hiệu Hubler của Đức, với ba vùng nấu anh chị khách hàng nhé. Đó, ở đây là anh chị thấy nè, ba vùng nấu. Trong cái bếp này có hệ thống máy hút mùi luôn, là khi anh chị nấu nướng thì thực phẩm những cái mùi nó sẽ bay lên đây, và máy hút mùi sẽ hút cái mùi này và đưa ra phía bên ngoài, nó sẽ không gây bám bẩn và hôi căn hộ mình ha. Đó. Rồi mình nấu xong thì anh chị có thể đặt cái bàn ăn khối khu vực bên đây. Đó. Khu vực bên đây anh chị đặt một cái bàn ăn ha. Rồi. Thì Giang cũng xin chia sẻ về cái mặt bếp này nè. Đó, cái mặt bếp này là cái mặt đá của mình đá liền anh chị khách hàng nhé, không có một cái điểm nối luôn, và trên trên cái bếp này nó bo cong luôn nè. Đó, anh chị nhìn kỹ vào nè, đó nó bo cong như vậy á, là khi anh chị nấu hoặc anh chị vô tình những cái nước nó chảy ra, nó sẽ không đi vào những cái kẽ. Nếu mà đá nối nó sẽ đi vào những cái kẽ và rất là khó vệ sinh, thì ở đây anh chị vệ sinh rất là dễ dàng luôn ha. Dạ, không bám lại những cái loại vi khuẩn mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình của mình. Còn trên mặt này chủ đầu tư An Gia họ lắp cho anh chị một cái kính cường lực chống bám. Thì cái kính này khi mình nấu nướng thì một phần nào đó những cái khối thực phẩm nó sẽ đi theo cái hơi nước, dầu mỡ nó sẽ bám vào cái mặt tường, chắc chắn là nó sẽ bám luôn. Thường nấu nướng thì những cái mặt tường sát bếp thì thường bám rất là nhiều. Thì khi nó bám vào mặt kính này, anh chị chỉ cần lấy một cái giẻ lau, anh chị lao qua là sẽ rất là sạch và rất là vệ sinh luôn. Cái mặt này nó sẽ màu tối, anh chị sẽ không nhìn thấy được cái vấy bẩn của đó. Rồi Giang sẽ chia sẻ sơ qua về cái vòi nước ha. Vòi nước của mình là đến từ thương hiệu Hubler của Đức luôn anh chị khách hàng nhé. Và vòi nước này á là mình uống được tại vòi luôn. Đó, khi mình kéo ra thì rất là dễ dàng anh chị di chuyển để anh chị rửa ráy những cái thực phẩm trên đây nè, nó rất là tiện lợi và chị nó sẽ có cái dây đàn hồi nó rút vào ha, rất là tiện lợi luôn. Đây là khu vực không gian phòng khách anh chị khách hàng nhé. Thì không gian phòng khách thì cũng vô cùng là thoáng và rộng rãi luôn. Thì từ ngoài cửa anh chị nhìn vào, anh chị sẽ thấy ngay cái phòng khách là cái phần bếp của mình là nằm bên tay trái. Từ ngoài nhìn vào nó sẽ khuất, anh chị sẽ không có nghĩa là khách bước vào họ sẽ không thấy ngay cái phòng bếp hay là nhà vệ sinh. Mà nó thấy ngay phòng khách thì nó tạo ra cái nét sang trọng cho căn hộ của mình luôn. Vâng, bây giờ Giang sẽ chia sẻ với anh chị về không gian phòng khách. Thì với không gian phòng khách này thì chủ đầu tư thiết kế một cái khoảng trống cũng khá là rộng rãi. Anh chị để anh chị lắp đặt ghế sofa rồi bàn tivi ha. Thì phía từ bên cửa chính đi vào thì bên tay phải là anh chị để cái bộ bàn tivi nè. Đó, bộ bàn đứng ở đây và anh chị lắp tivi ở đây, thì chủ đầu tư họ đi sẵn những cái phích cắm rồi dây điện truyền hình cáp là họ đi sẵn ở đây luôn, để anh chị có thể kết nối rất là dễ dàng. Thì bên tay trái từ cửa chính đi vào thì anh chị lắp cái bộ sofa ha, để anh chị có thể ngồi, anh chị nhìn ra cái view bên ngoài rất là thoáng mát luôn. Ở đây là cái căn này là căn hướng nam chợ Tây một tí anh chị khách hàng nhé, gió rất là nhiều và cực kỳ mát luôn. Đó, thì bộ sofa này mình đặt ở đây, thì ở đây nó sẽ có một khoảng đi nó cũng khá là rộng rãi để anh chị di chuyển qua bên ngoài. Đó, Giang sẽ mở cái cửa để anh chị cảm nhận được cái gió của căn hướng nam này anh chị khách hàng nhé. Đó, bây giờ mình di chuyển ra phía bên ngoài ha. Vâng, đây là khu vực ban công. Thì anh chị bước ra phía ngoài ban công thì anh chị nhìn một cái view về Phú Mỹ Hưng cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thoáng luôn chị nhé. Và gió mỗi ngày ở đây, gió hiện nay thì trong cái tháng này, trong tầm tháng 5 tháng 6 này thì gió Tây Nam rất là nhiều và rất là mát luôn, cực kỳ mát luôn.
Và trong cái phần ban công này thì chủ đầu tư họ chừa cho mình một khoảng trống chờ. Thì trong căn hộ này của Giang á, là bên phía Giang đã lắp đặt hệ thống máy lạnh, bên Giang đã lắp đặt những cái cục nóng ở phía bên ngoài này ha. Đó, thì trong cái khoảng này thì anh chị có thể lắp cho mình thêm một cái máy giặt đặt ở đây luôn. Đó, rồi phơi đồ thì anh chị làm một cái dàn phơi đồ ở đây thì có thể sổ ra và phơi. Đó. Và điều đặc biệt ở chỗ cái ban công này á, là chủ đầu tư chừa một khoảng trống để anh chị có thể trồng những cái khoảng cây xanh. Và khi mưa á, nước mưa nó sẽ thấy nó sẽ nếu mà anh chị không chừa theo cái khoảng chờ này á, thì nước mưa nó có thể là nhiều quá, nó sẽ tràn vào cái căn hộ luôn. Nhưng là thứ nhất là cái phần ban công này nó thấp xuống một tí. Bên cạnh đó chủ đầu tư còn rất là tinh ý khi chừa một khoảng trống để anh chị có thể trồng thêm những cái loài cây cối, cây cảnh nè, hoặc là anh chị có thể thậm chí anh chị có thể trồng trồng thêm một số rau củ để anh chị có thể dùng làm lương thực dùng trong gia đình của mình luôn nếu mà anh chị dành được thời gian đó. Đó. Còn chi phối trên đây là một cái khoảng tường nè, anh chị có thể trồng những dàn dây xanh hoặc là những cái loại rau mà dây leo á, mình có thể dùng trong cái buổi ăn của mình là thực phẩm sạch 100% và luôn anh chị khách hàng nhé. Bây giờ xin mời anh chị vào phòng phòng ngủ lớn nha, để mình tìm hiểu qua cái căn phòng ngủ lớn của mình như thế nào anh chị khách hàng nhé. Bây giờ mình di chuyển vào. Vâng, đây là không gian căn phòng ngủ lớn chị nhé. Trong căn phòng ngủ lớn của chúng ta có thêm một nhà vệ sinh nữa. Thì căn 57 mét vuông này có là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Với một thiết kế diện tích tương đối nhỏ nhưng mà chủ đầu tư họ làm được cái điều đó thì quá là tuyệt vời phải không anh chị ạ? Đó, thì không gian này ở đây chủ đầu tư họ lắp cho mình một hệ thống cửa kính nè anh chị nè, lấy gió cực kỳ mát luôn. Khi mà anh bị mở cái cửa sổ này ra, gió nó lùa vào và nó làm cho căn phòng mình cực kỳ mát và thoáng. Đó. Cái hệ thống cửa kính là anh chị thấy là từ từ nền lên đây là khoảng 60 ly thì mình có một cái khoảng không, một khoảng view cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé. Thì với cái căn này thì bên Giang đã lắp cho anh chị một cái máy lạnh rồi. Đó, anh chị nhìn lên trên trần nè. Đây là cái máy lạnh của mình. Và trong cái phòng ngủ này á, thì chủ đầu tư họ rất là tinh ý khi mà họ lắp xung quanh rất là nhiều ổ cắm điện, phích cắm điện. Ổ cắm điện này họ chia làm hai phích cách để cắm điện để anh chị có thể cắm được những cái thiết bị điện, anh chị có thể đặt bất kỳ bố trí theo căn phòng này theo sở thích của mình luôn. Và hệ thống đèn nè, đèn là đảo chiều anh chị khách hàng nha, anh chị có thể tắt ở đây và anh chị có thể mở bên phía bên này. Đó. Đó, đèn đảo chiều. Nếu anh chị nào muốn mang một không gian làm việc vô chính cái căn phòng ngủ của mình thì anh chị có thể đặt một cái bàn ở đây. Cái bàn làm việc ở đây thì view bên ngoài thì anh chị lấy được những cái ý tưởng sáng tạo. Khi mà mình trong những cái lúc mà mình làm việc mệt mỏi, mình chỉ cần nhìn qua view bên ngoài, mình sẽ lấy lại cái tinh thần và lấy lại cái năng lượng cho mình làm việc. Vừa có gió, vừa có ánh sáng, vừa có một cái view cực kỳ đẹp thì năng lượng cực kỳ nhiều anh chị khách hàng nhé. Vâng, bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển vào cái phòng vệ sinh của cái căn phòng ngủ lớn thì sẽ như thế nào chị khách hàng nhé. Thì từ ngoài bước vào thì cái phòng vệ sinh này với một cái diện tích cũng không lớn cho mấy nhưng mà chủ đầu tư An Gia họ thiết kế được một cái không gian vô cùng tối ưu luôn anh chị nhé. Bước vào mình sẽ thấy cái bồn lavabo rửa mặt ở đây. Thì trên cái lavabo rửa mặt này chủ đầu tư họ lập cho mình một cái hệ thống gương soi nè. Thì gương soi này tích hợp là hai trong một luôn, vừa là tủ vừa là gương soi luôn anh chị khách hàng nhé. Giang sẽ mở ra anh chị khách hàng xem. Thì trên cái tủ này thì anh chị có thể chứa được rất là nhiều mỹ phẩm và kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Khi mà anh chị dùng xong chị đóng lại, nó sẽ còn vệ sinh cho những cái bàn chải đánh răng và kem đánh răng của mình. Đó, cực kỳ mát. Ngoài cái hệ thống cái cửa lớn này thì chủ đầu tư họ lắp thêm hai cái cửa nhỏ hai bên nữa để cho anh chị chứa được thêm nhiều cái sản phẩm tiêu dùng của mình ha. Đó. Bên cạnh đó chủ đầu tư An Gia cũng rất là tinh ý khi lắp cho anh chị một cái ổ cắm điện ở đây luôn để anh chị có thể đặt những anh chị có thể cắm những cái máy sấy tóc khi mà anh chị tắm xong á,
cái tóc anh chị ướt và anh chị muốn sấy lại cho khô thì anh chị cắm ở đây và anh chị sử dụng. Khi sử dụng xong thì mình có thể để cái máy sấy tóc vào cái ngăn này, cái ngăn nhỏ này, rất là tiện lợi luôn ha. Dưới cái phần lavabo này chủ tư còn chứa cho mình một khoảng trống để anh chị để quần áo ha. Giống như quần áo anh chị tắm xong á mà anh chị quần áo bẩn á, thì có thể để dưới cái ngăn này đó, trước khi mình đem ra phía bên ngoài máy giặt để mình bỏ vào máy giặt mình giặt ha. Bây giờ mình di chuyển vào trong để mình xem cái phòng vệ sinh ha. Thì kế bên cái lavabo rửa mặt thì nó có một cái bồn cầu. Bồn cầu này chia là của Hubler, của Đức luôn anh chị khách hàng nhé. Nó chia làm hai bồn đó. Hai bồn, một bên xả nước lớn và một bên xả nước nhỏ. Khi mình đi tiểu tiện thì mình xả bên cái ngăn nhỏ sẽ mình tiết kiệm được khoảng nước. Còn khi mình đi ra đại tiện thì mình sẽ xả cái ngăn lớn. Thì làm như vậy á, thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều nước khi mình sinh hoạt chị khách hàng nhé. Kế bên cái bồn cầu thì chủ đầu tư An Gia rất là tinh ý khi lắp đặt cái hệ thống nhà tắm như vậy. Khi mà mình tắm á, thì ở chỗ cái khoảng tắm này nó sẽ âm xuống một tí. Có nghĩa là khi anh chị tắm thì cái nước nó sẽ không tràn ra phía bên ngoài chỗ đi vệ sinh với lại chỗ rửa mặt anh chị khách hàng nhé. Đó, thì trên cái bồn tắm này anh chị để ý nhìn lên trên nè, nó có vòi tắm mưa nè và vòi sen. Nếu anh chị muốn dùng vòi sen thì mình có thể sử dụng vòi sen. Đó, mình còn muốn dùng vòi tắm mưa thì mình sử dụng vòi tắm mưa anh chị khách hàng nhé. Và vòi nước thì cái công tắc nước thì nằm ở đây. Và khi mà mình tắm mình đóng cái cửa kính này lại. Khi anh chị đóng cái cửa kính này lại thì nước nó sẽ không văng ra phía bên ngoài một giọt nào luôn. Có nghĩa là không vấy bẩn ở phía bên ngoài, nó sẽ làm cho căn phòng của mình sạch sẽ hơn anh chị khách hàng ạ. Thiết kế rất là tối ưu anh chị khách hàng nhé. Giang rất là thích cái thiết kế này. Tại vì Giang ở rất là nhiều căn hộ và khác nhau thì cái diện tích phòng tắm rất lớn, nhưng mà thiết kế không tối ưu, nó tạo cảm giác cho mình rất là chật chội. Nhưng mà với diện tích vừa phải như vậy mà chủ đầu tư An Gia để lạ tạo cho mình không một cái khoảng không gian tắm rửa rồi đi vệ sinh nó vô cùng là thoải mái luôn. Và những cái phụ kiện trong nhà vệ sinh này là đến từ hai thương hiệu chính của Đức. Một là Hubler. Nếu mà một số phụ kiện không có Hubler thì chủ đầu tư An Gia thay thế bằng Rohe anh chị khách hàng nhé. Thì Rohe cũng rất là cao cấp luôn, nó cũng tương đương với Hubler vậy đó. Rồi, Giang xin mời anh chị di chuyển ra cái phòng ngủ nhỏ anh chị khách hàng nhé. Bây giờ chúng ta di chuyển ra căn phòng ngủ nhỏ thì nằm cạnh bên căn phòng ngủ lớn. Vâng, đây là không gian của căn phòng ngủ nhỏ. Do diện tích của mình chỉ có 57m² mà chủ đầu tư An Gia họ thiết kế như vậy nên cái căn phòng ngủ nhỏ nó sẽ hơi bí một tí. Nhưng mà không sao, tại cái căn phòng ngủ nhỏ này thì chủ đầu tư An Gia họ thiết kế cho mình một cái máy quạt hút. Đó, nó sẽ tạo cho mình không gian thoáng. Và trên cái căn phòng này ngủ nhỏ này á, thì bên Giang cũng có lắp đặt cho anh chị một cái máy lạnh rồi. Anh chị nhìn lên trên nè, làm thấy ngay cái máy lạnh của cái căn phòng ngủ của mình luôn. Thì trong căn phòng ngủ này thì cái với không gian này anh chị có thể đặt cái giường, một cái tủ, rồi thậm chí anh chị có thể đặt một cái bàn làm việc trong cái căn phòng ngủ nhỏ này luôn, cực kỳ tối ưu. Anh chị nào muốn thuê mà mình thuê được cái căn diện tích thoải mái như vậy mà mình có thể cho thuê được lại cái căn phòng ngủ nhỏ này để mình tiết kiệm thêm một khoản chi phí, mình ở một cái nơi mà có rất là nhiều tiện ích cao cấp như vậy thì rất là hiếm tại quận 7 anh chị khách hàng nhé. Với giá cực kỳ rẻ chỉ có 8 triệu một tháng thôi mà rất là nhiều tiện ích thì quá là tuyệt vời phải không anh chị. Bây giờ Giang sẽ tổng hợp lại một số thông tin về những cái tiện ích của dự án anh chị khách hàng nhé. Vâng, ngoài cái việc mình sở hữu một căn hộ với diện tích 57m², hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh tại chung cư River Panorama như vậy, mình còn sở hữu thêm rất là nhiều tiện ích tại chung cư River Panorama này nữa. Thứ nhất, tầng trệt là chủ đầu tư họ chừa một khoảng sảnh đón rất là rộng, rất là sang trọng, cao 9m để anh chị đón những khách hàng của anh chị, đón những người mà đến thăm anh chị. Họ sẽ vỡ òa khi mà bước vào cái sảnh đón của chung cư River Panorama. Sau đó anh chị sẽ có thêm một cái khoảng không tầng 23, 24, 25, chủ đầu tư An Gia chừa ra một cái khoảng không cực kỳ lớn gọi là tầng Long Môn. Thay vì họ bán, họ kiếm rất là nhiều thu nhập, họ lại chừa khoảng không này để làm tiện ích cho anh chị thì rất là tuyệt vời hả anh chị. Đây là những cái hình ảnh về tầng Long Môn, anh chị thấy nè, cực kỳ đẹp luôn đó. Thì mỗi buổi trưa mà anh chị ở trong phòng, anh chị cảm thấy cái tinh thần mình nó không thoải mái,
mình hơi ngột ngạt thì mình có thể bước lên tầng long môn, thì tầng long môn nó sẽ đón rất là nhiều gió hơn, thì nó sẽ tạo cho mình những cái cảm hứng sáng tạo hơn. Và chính tại tầng long môn này thì có những cái hội nhóm họ tạo ra những cái buổi tập yoga buổi trưa buổi chiều, hoàn toàn miễn phí luôn, anh chị có thể sử dụng vào những cái yoga đó. Mà nếu anh chị có con cái thì anh chị có thể đưa các con lên, anh chị mua một chiếc xe đạp mini nhỏ nhỏ, coi các cháu có thể chạy vòng 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 như đó, mình ngồi mình chơi mình ngắm các cháu chạy, nó cũng tạo một cái niềm vui niềm hứng khởi để mình làm việc nữa anh chị ạ. Và cái tiện ích thứ ba Nhan muốn nói đây là tầng thượng đỉnh. Thì trên tầng thượng đỉnh, chủ đầu tư An Gia họ lắp cho mình một cái hồ bơi cực kỳ là lớn luôn, chia làm hai phân khu hồ bơi, phân khu hồ bơi cho người lớn và phân khu hồ bơi cho trẻ em. Và trên cái phần phân khu hồ bơi cho trẻ em có một cái sân chơi cho các cháu chơi năng, các cháu còn trẻ nhỏ, các cháu chơi năng động, các cháu chơi nhiều đổ mồ hôi, xong các cháu nhảy xuống, các cháu tắm ở dưới cái hồ bơi luôn. Tắm xong mình sẽ bước lên cái phòng sauna để mình tận hưởng những không gian mình xông hơi trong đó, để mình lấy lại tinh thần sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì trên cái hồ bơi thì mình có thể dùng được buổi sáng sớm nè, hoặc buổi chiều, thì buổi trưa nó lại do tầng thượng đỉnh thì hơi nắng nên anh chị hạn chế sử dụng buổi trưa, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và trên chính tầng thượng đỉnh này có những cái bàn ghế đá để anh chị có thể ngồi nhâm nhi những ly cà phê, mình xem người ta tắm nếu mình không biết bơi, hoặc là mình nhìn cái view xa xa qua bên kia tỉnh Đồng Nai, một cái khoảng trời xanh bao la bát ngát cực kỳ là đẹp luôn đó. Và cái tiện ích mà Giang rất thích ở đây đó là BBQ. BBQ thì chủ đầu tư gia lắp đặt 4 bộ bàn, thì anh chị có thể mời bạn bè anh chị có thể mở tổ chức những cái tiệc nhỏ tầm 20 đến 30 người, thì anh chị có thể đăng ký với ban quản lý để mà mình sử dụng cái hệ thống BBQ đó. Đó có những cái lò nướng sẵn ở đó luôn, 4 lò nướng, thì anh chị sử dụng thoải mái luôn anh chị khách hàng nhé, để mình tổ chức những cái buổi tiệc nhỏ như tiệc sinh nhật, tiệc họp mặt, tiệc gia đình chẳng hạn như vậy. Và mỗi cuối tuần anh chị có thể đăng ký đến ban quản lý để mình sử dụng cái tiệc đó, mình mời bạn bè đến để họ trải nghiệm được những cái tiện ích mà mình đang sống. Có thể mình mời họ về làm cư dân, những cái người hàng xóm chung với mình luôn, những người bạn, những người thân của mình. Tại sao mình ở đây mình không mời họ họ về họ ở cùng để mà trở thành hàng xóm thân thiết của mình luôn anh chị khách hàng ạ. Thì mình sẽ khỏi mất công di chuyển ra bên ngoài luôn. Ngoài ra tại dự án chung cư River Panorama này, sắp tới đây sẽ có một cái trường mầm non sẽ mọc lên. Và trường mầm non đó anh chị sẽ được sớm hoàn thành trong vòng 2 năm 3 năm nữa thôi. Sau này anh chị có con nhỏ, chị đưa các cháu vào học luôn, rất là tiện lợi phải không anh chị? Còn gì tuyệt vời hơn khi mình sử dụng những cái tiện ích tuyệt vời như vậy. Hãy liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 để mình được sống trong chung cư River Panorama này và trở thành cư dân của chung cư River Panorama anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án chung cư River Panorama. Xin kính chào anh chị.